xong bắt đầu đổ nước sau đông cay đạt sau. Rồi cái là nó không cay. Ôi, em ơi Hải ơi, anh xin em cái này thì có mà rốt rồi em không ra thì em để cái này á. Tiếng ấm là... Này có bà mẹ chậm lắm.
không bao giờ bà làm chất phát. Tí nó cho là nó dã. Đéo này, nó cho vào một phát là ví dụ là trong nó ba hai đấy à. Không được gì đâu. Có đoạn còn 4 miếng. Đoạn 8 miếng rồi. Mua mà nhá, ngồi chợ này, ngồi chợ. Đấy, đấy, đấy. Mấy phút nắp đầu tiên làm đây à, đổ lên em bát cho em xin ít nước góp khò để ăn thua à. Cho em một cái ô này ra này luộc cái lưới này anh Thắng luộc mà. Cho em một cái ô đấy nước luôn nhé. Tiến ơi ra đây mày, lại chui lên tầng rồi tao nó bằng rồi kìa. Bây giờ như thế này nhá. Nào. Mày làm phải tí bé tối rồi ghép rồi là anh tiết canh ở đây anh em sơi đi xem. Quái tiết canh con khổng lồ hiểu không? Rồi nó bắt mẹ nó em đi là chết đi. Đây là con quái tiết canh con chậu tiết canh khổng lồ nhất Việt Nam đấy. Đây đang đánh này. Hải sổ tiết canh hàng vạn đây thế nào? Đánh lên. Chậu tiết canh khổng lồ nhất Việt Nam. Đéo gần bát. Vợ gọi nhìn thấy nó bảo ở nhà đéo có ăn. Không tôi. Đúng rồi. Bởi vì là Hải nó bị sồ. Hải nên xem cái sồ heo như thế nào. Ôi, gặp quay được chỉnh chưa? Quay được thì làm quay heo phụ nước. Bất luôn. Quay, cái này mà quánh tiết trước nhá. Không bao giờ bỏ nước sau. Đông ngay. Tí nữa đây đạt sâu. Anh Chiến ơi, anh Chiến tay xanh, anh Chiến này cho em ít bị chính đây cái. Chảy. Cho thêm ít nữa anh Thắng ơi. Nửa nọ bị chính, đéo bao nhiêu.